Vâng, trung tâm điện tử Tám Hoa xin trân trọng kính chào toàn thể các anh chị em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên khắp mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh của điện tử Tám Hoa. Vâng, trên màn hình nhỏ của toàn thể các anh em đây là một cấu hình karaoke mà điện tử Tám Hoa phối ghép lên theo thư yêu cầu của anh Thành. Vâng, anh Thành ở Phủ Lý, Hà Lan. Vâng, anh yêu cầu bên điện tử Tám Hoa phối ghép lên cho anh chọn bộ âm thanh karaoke có tầm giá trung bình. Vâng. Vâng, đây là một cấu hình karaoke mà anh Thành yêu cầu bên điện tử Tám Hoa phối ghép lên cho anh. Vâng, đầu tiên điện tử Tám Hoa xin giới thiệu đến toàn thể các anh chị em trên khắp mọi miền. Vâng, đây là một chiếc đẩy công suất Marti. Vâng, đây là một chiếc đẩy công suất Marti NA500. Chiếc đẩy công suất chạy 20 sò Toshiba. Vâng, chiếc đẩy công suất này chạy rất chi là khỏe. Và với dòng đẩy Marti này thì là karaoke toàn thể các anh em trên mọi miền tổ quốc đã dùng rất và rất nhiều. Vâng, dòng đẩy Marti này chạy rất là ổn định. Vâng. Và thứ hai là bên điện tử Tám Hoa ghép cho anh Thành một chiếc lọc eo quai của hãng DBX có mã số là 2231. Vâng, anh Thành đã lựa chọn một chiếc lọc 2231. Vâng, chiếc lọc 231 này có rất nhiều cần tinh chỉnh, và chiếc lọc 2231 này nó xử lý được nền nhạc rất chi là tốt, và nó loại bỏ tất cả các tạp âm và đưa ra những chất âm rất chi là chi tiết, rất hay, và nó xử lý nền nhạc rất là hay luôn. Và với chiếc lọc này thì toàn thể các anh em cũng rất nhiều anh em đã sử dụng, đã dùng. Và tiếp theo anh lấy một chiếc vang của hãng VA. Vâng, chiếc vang của hãng VA có mã số là TF6. Vâng, đây là chiếc vang TF6, VA TF6. Chiếc vang này nó có chức năng xử lý lời rất chi là mượt. Chiếc vang này xử lý lời rất chi là mượt luôn. Vâng, tiếng lời của chiếc vang này nó đưa ra rất chi là tròn trịa, mượt mà và đầm ấm. Hát karaoke với chiếc vang của hãng VA rất chi là dễ hát và mượt mà. Vâng, và cuối cùng anh chọn một cặp loa. Vâng, đây là một cặp loa Eric bát 25, chạy bộ bát 25 và một chiếc kèn. Vâng, một cặp loa Eric của người Đức. Đây là cặp loa của người Đức đến từ châu Âu, đến nước châu Âu. Với cặp loa Eric này thì anh Thành có thể ghép được với không gian chừng khoảng 27 vuông. Cặp loa này chạy tuy rằng chạy một bát 25 nhưng công suất của nó rất khỏe, bởi vì cái loại Eric này chạy một chiếc kèn cho nên là công suất rất là khỏe. Chiếc của cặp loa này rất là sáng tiếng. Vâng, cặp loa Eric có model là DE10. Và toàn thể các anh chị em trên khắp mọi miền tổ quốc có nhu cầu chọn bộ karaoke chất lượng xin liên hệ cho điện tử Tám Hoa theo số máy 0918249265 và 0974637646. Điện tử Tám Hoa giao hàng toàn quốc. Và đây là một cấu hình karaoke với mức tầm tiền vừa phải. Và điện tử Tám Hoa test lên cho toàn thể các anh chị em cùng thẩm âm và đánh giá chọn bộ âm thanh karaoke của anh Thành.
không duyên nợ đừng chờ em. Chất âm của cặp loa thì cặp loa Eric thì nó là tiếng rất chi là sáng tiếng, vâng, tiếng bass chắc uy lực, vâng, lời của cặp loa này cực kỳ là sáng tiếng luôn, sáng tiếng và trong rất rõ nét, còn tiếng bass cực kỳ chắc và uy lực. Vâng, và đến đây điện tử Thám Họa cũng xin trân trọng kính chào toàn thể các anh chị em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và toàn thể các anh chị em xin hãy đừng quên bấm chữ đăng ký màu đỏ ngay bên dưới clip. Xin chào và xin hẹn gặp lại.